Chú voi tên Patience giết chết nhân viên sở thú tại Missouri. Tin từ Springfield, một chú voi vô tình giết chết người quản lý của sở thú trong ngày 11 tháng 10 năm 2013. Ông John Philip Bradford, 62 tuổi, đã làm việc tại sở thú Dickerson Park Zoo tại thành phố Springfield, Missouri gần 30 năm. Trong lúc đang làm việc tại chuồng voi, ông Bradford đã bị chú voi lắc đầu đụng trúng. Chú voi Patience đã có mặt tại sở thú này từ năm 1990 và sẽ tiếp tục sống tại đây sau khi quan chức điều tra vụ việc và kết luận vụ việc chỉ là một tai nạn. Ông Bradford cùng với một số các nhân viên khác đang ở trong chuồng voi khi vụ việc xảy ra. Tai nạn xảy ra trong giờ đóng cửa chuẩn bị mở cửa sở thú cho khách tham quan và chuồng voi đã bị đóng cửa trong cả ngày.